LTK Bonsai mến chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cùng giao lưu với anh Luân một số cây kiểng chơi Tết nha. Rồi, chào anh Luân Dạ nha. dạ chào anh Hiệp ha, dạ chào bà con của kênh LTK. Thì hôm nay em có về lô cây cảnh để giao lưu cùng bà con ha, như là trang, cái này là đỏ nhung lá bóng ha, và giấy và mai nha bà con. Đó, cũng như thường lệ thôi, nhưng mà cây mùa Tết thì nó đẹp hơn nha bà con. Rồi bắt đầu em xin giới thiệu ha, em là tên Luân ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Số điện thoại em là 0907214139 nha, đó cũng là số Zalo luôn nha bà con. Rồi bắt đầu mình Zalo cây số 1, cây đầu tiên nha, đó là cây trang đỏ nhung nha, đỏ nhung lá bóng nha bà con. Đó, cây này đang bông rất là nhiều nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 80 ngang 75, gốc này là 7, cây này có giá là 800 ngàn nha. Đó, bông như vậy nha bà con. Nhưng mà thật ra thì khi mà về tới mình đó, thì bông này nếu mà không giao tới mình thì để đây một vài ngày nữa thì cây nó bông vẫn tàn nha bà con. Quan trọng là để hình dung gì để bông nó đẹp như vậy ha, đang về thì mình chơi những đời sau nha bà con. Rồi 800 ngàn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi em có một cặp ha, ai lấy cặp thì giảm giá. Để đại xuống đây đi. Rồi cây này thì nó đang nụ nha bà con, nó nụ rất là nhiều ha, vừa nở vừa nụ rất nhiều nha bà con. Cây số 2, rồi cao 75, ngang cũng 65 luôn ha. Rồi gốc cây này là 7, cây này cũng có giá là 800 ngàn luôn ha bà con. Rồi ai lấy một cặp em giảm giá nha. Đó, được cặp nha bà con, cây rất là đẹp cây ha. Rồi xuống luôn. Rồi giờ bàn xây lùi ra cái nó đi em, lùi lùi ra cái nó. Rồi đúng rồi thôi. Rồi cây số 3 ha, cây số 3 là cây trang đỏ nha bà con. Đỏ này bụi ha. Rồi cái này chiều cao 80, ngang 60. Đó, cái này bụi ha. Cái gốc đại diện của nó là cũng ngang bà con, cũng bự hơn của tay em, cái này khoảng 78 ha. Thân đại diện của nó khoảng 78 nha bà con. Cái này có giá là 650 ngàn. Cái này đang bông cây rất là sung cây ha. Cái này thuần chậu hết nha bà con. Đó, 650 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi Mà xuống xuống cây cây đây luôn. ha. Rồi tới cây số 4 nha bà con, số 4 nha, là cũng là cây trang đỏ bụi luôn ha, đỏ lá nhỏ nha, hàng thuần chậu hết ha. Đây vừa nụ cái này để bông tự nhiên không có xử lý nha bà con, tức là bông lúc nào cũng có hết ha. Rồi cây chiều cao 80 ngang 60, cái này cũng giá là 650 ngàn luôn ha, bông lúc nào cũng có nha, bông nở rồi tới bông nụ bông được đều hết ha. Rồi xuống rồi cây xuống luôn. cây luôn ha. Rồi tới cái giấy nha bà con, giấy 5 màu nha. Đó. Đây lô giấy 5 màu nha. Cái này về mình chậm đứng là gì nha bà con, tại vì trong chậu nó nhỏ quá, nó thiếu đất ăn cái nó hơi nghiêng ha. Đây em xin giới thiệu là 5 màu nha. Màu này là màu cam ha. Đó, đây là màu đỏ nha, đây là màu hồng sắc pháo ha, đây là màu trắng ha, còn ở đây là màu vàng đây. Đó, đây màu vàng nha. Đây vàng với cam nó khác nhau nha bà con, nhìn nó cũng ấy nhưng mà mình nhìn kỹ là mình phân biệt được, đây là vàng đây là cam ha. Đó. Rồi cây này chiều cao nó là 1 m nha, ngang 95 ha, gốc cây này là 14 nha, cây này có giá là 1,3 triệu nha bà con, tại vì cái này nó hơi nghiêng ha. Đó, 5 màu nha bà con, này đủ 5 màu luôn ha. À, đèn mở luôn nha. Rồi xuống cây rồi. Rồi tới cái giấy thứ hai là cây mã số. Mã số cái này là mã số 6 ha, cao 95 ngang 80, gốc cái này 10, cái này cũng đủ 5 màu luôn nha bà con. Đây cái này á, nó màu nó ấy, bông nó cũng vừa sắp sắp tàn được bông này, nhưng mà nó đang chuẩn bị ra được bông kha màu khác đó ha. Đây. Bông giấy siêu bông nha bà con, rất là dễ bông ha. Đây, màu hồng sắc pháo, màu đỏ ha, màu vàng nha. Và màu cam ở đây ha. Đây. Cũng 5 màu đủ luôn nha bà con. Đó, mấy cái này gốc hay nghiêng không ha. Đó, nó chuẩn bị ra được bông mới nha bà con, rất là nhiều bông nha. Rồi cái này có giá là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu là bao gồm phí ship luôn ha, đủ 5 màu luôn nha bà con. Đó về mà chậm đứng lên gì ha, cây thân đứng rất là đẹp nha. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây luôn. Tới cái giấy số 7 nha, cũng là cái giấy 5 màu luôn nha bà con. Đó. Đó, cái này 5 màu luôn ha. Đây, màu hồng sắc pháo nè, màu cam nè, màu đỏ nè, màu trắng nè. Ha, màu vàng nữa nha. Đây, quay cho bà con xem màu vàng trong này nữa nha. Đây vàng ha, đây vàng nha, vàng nè, cam nè ha, nè vàng cam hồng đỏ trắng ha, 5 màu luôn nha bà con. Rồi cái này chiều cao của nó 1 m ngang 80, gốc cái này cũng 11, cái này là chiều 250 nha bà con.
Cái này có giá là 1.250.000. Cây này là 6 màu luôn đó nha, là cái này là thêm một cái màu màu Mỹ của nó này nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 8 nha, cũng là cây Mỹ luôn nha bà con, gốc Mỹ ghép Thái ha. Cây này thì bông nó vừa bắt đầu mới lên ha, còn mấy cây kia thì nó chung là cái này rất là dễ bông nha bà con, siêu bông mà nó vừa già bông đợt này tàn xong thì lại ra khác giống như này nha. Đó nó ra giống gì nha bà con, nè cái này nè nó ra dài tới ở đây là một đợt rồi giờ ra tới ngoài này ha, thì nó cứ hết hết được bông này thì lại ra một bông khác ha. Cây số 8 là cao 1m5, ngang 80, gốc cây này 13, cây này có giá 1.3 triệu nha bà con. Cây này tàn tròn đẹp nè, gốc đứng tự nhiên luôn nha. Mấy kia nó về thì cái đầu nghiêng nghiêng bà con trồng yên ngay là cho em. Cái này đủ 5 màu luôn ha. Đây màu hồng sắc pháo nè, màu đỏ nè ha. Này màu vàng ha. Và màu trắng luôn ha, màu cam và màu vàng trắng, đủ hết ha. Đây là vàng nè, đây là cam ha. Đó, còn màu trắng bên đây nha bà con. Đây. Trắng đây ha. Đó. Đủ 5 màu luôn nha bà con, cây này có giá 1.3 triệu. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cái trang đỏ nha bà con. Em cũng xin nhắc lại, em cũng rất là buồn khi nhắc lại cái này nha. Cây này em bị bơm hàng này nha bà con, nhưng mà khi về tới đây là cây vẫn còn bình thường nha. Em đem quay lại bán lại cho bà con nha. À, cây này cây số 9 ha, cao 1m25, ngang 55, gốc này là 9 nha. Cây này có giá là 500.000 nha bà con. À, trang đỏ ha, trang đỏ một cốt lá nhỏ nha, cây rất là khỏe bình thường luôn nha, không gì hết nha bà con. Rồi 500.000 ha. Rồi xuống. Rồi nó bỏ lên đây cho nó gọn. Rồi cây số 10 nha, cây số 10 là cao 1m2, ngang 50, gốc cây này 10, cây này cũng giá là 500.000 luôn nha bà con. Đó, bông rất là nhiều nha bà con. Bông tự nhiên không nha. 500.000 giá rất là mềm luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo lô giấy của mình nha bà con. Đây. Giấy cây 17 ha. Cái này chiều cao 75, ngang 45. Cây này gốc này là 7. Cây này có giá là 450.000 nha bà con. À. Cây nói chung là này là gốc thường nhưng mà gốc này rất là khỏe nha bà con. Gốc này nó sức đề kháng nó cao hơn vì nó khỏe hơn gốc Mỹ nha. Đây màu đỏ ha, màu vàng ha và màu trắng, ba màu ha. Đỏ vàng trắng ha. Cái này thì chậu xi măng em không xích chậu được nha bà con, nhưng mà em sẽ để vô cái chậu mũ hoặc là em bố bầu kỹ cho bà con ha. Yên tâm nha, này là bao sống cho bà con luôn cho. 450.000 nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây tiếp theo là cây số 12. Cao chiều cao của cái này là 60, ngang 45, cây này em quên đó gốc nha bà con. Nhưng mà gốc này cũng phải chắc có 7 ha. Cái này có giá là 450.000 luôn nha bà con. Cái này cũng ba màu ha. Đây, đỏ, trắng, cam ha. Giờ có thêm cái màu cẩm thạch của nó này nha. Đây. Rồi, 450.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi, xuống cây ha. Tới cây số 13 nha bà con. Cái 13 này là cao cũng 60 luôn ha. Cây này mình trồng ngay là gì ha. Đó, ngang là 45, gốc cái này 7, cái này có giá là 450.000 luôn nha bà con. À, cái này cũng là vàng, trắng và đỏ ha. Cây rất là nhiều nha bà con. Bông dữ lắm nha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 14 nha. Cây 14 nha, là cao 60, ngang 45, gốc cây này cũng 7 luôn ha. Cây này cũng có giá là 450.000 luôn. À, cây này nha, là đỏ nè. Này màu tím nè, này màu trắng nha, trắng tinh luôn nha bà con ha. Ba màu nha. À, lô này là bông rất là đẹp rồi bà con, 450.000. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây. Rồi tới cây 15 ha. Cây 15 là cao 65, ngang 50, gốc này 9, này cũng giá 450.000 luôn. Đây màu trắng ha. Đây, màu tím, màu đỏ. À, đang gỗ bông nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây 16 ha. Cây 16 này đây có một màu cẩm thạch nữa nha. Đây, màu cẩm thạch màu đỏ nè ha, màu vàng, màu trắng, cái này 4 màu nha bà con. À. Cái này 4 màu ha, cây 16 là cao 65, ngang 55, gốc 8 ha. Cây này cũng giá là 450.000 luôn nha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tới cái dâu nha bà con, này dâu tầm ha.
Cái này đang trái rất là nhiều. Đó. Cái này quá trái luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 70, ngang 35, gốc này là 10 ha. Cái này trái ăn được nha bà con, ăn ngon lắm nha. Cái này có giá là 250.000. Nó bao gồm phải ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 18 ha, cao 65, ngang cũng 45, gốc 7, này cũng giá 250.000 luôn nha. Hàng thường chậu đây, cây bông trái rất là nhiều nha bà con. Cây dâu tầm ha, trái ăn được và có lợi sức khỏe lắm nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi tức là đỏ cà gót, đỏ lá quắn ha. Đây một cặp kìa bà con. Cái này chiều cao nó 45 ha. Đây từ gốc lên đây là 45 ha. Ngang của nó khoảng 25 nha. Rồi cặp này có giá là 200.000. Đó, màu đỏ cà gót màu rất là đẹp ha. Đây đỏ cà gót cặp nha bà con, cặp là 200. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây trắng trắng nha bà con. Cây số 20 là cây trắng trắng ha. Trắng lá trùng nha, bông này bông thơm nha. Đó, trắng trắng lá trùng, bông rất là thơm ha. Đây. Rồi chiều cao nó là 30, ngang 35, cái này có giá là 250.000. Đó, xuống cây ha. Rồi xuống cây. Rồi tới cặp là vàng lá quắn nha bà con. Đó. Cặp vàng lá quắn cặp 21, cao là 38, ngang là 23, cái này cũng có giá là 200.000. Đó, vàng lá quắn nha bà con, cặp 21 giá 200.000, bao gồm phải ship luôn ha. Rồi xoay nha cái. À. Rồi. Rồi. Rồi tới cây 22 ha. À, cặp 22 nha, cao cũng 45, ngang là 19 ha. Cái này có giá cũng là 200.000. Đó, vàng lá quắn nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tới cây lưu giấy lại nha bà con. Đó, quay lại với lưu giấy của mình nha. Cây này cũng hơi nghiêng, bây giờ mình trồng ngay lại gì mấy em nha. Đây. Màu cam ha, màu đỏ ha, màu trắng nha bà con. Đó. Ba màu rất là đẹp. Rồi chiều cao của nó là 95 nha. Chiều cao 95 ha, ngang là 60, gốc cây này là 8. Cây này có giá là 800.000. 800 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi, ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây 24 nha. Cây 24 chiều cao 1m, ngang 65, góc 9 luôn. Cái này cũng có giá là 800.000 luôn nha bà con. Đây cây này màu đỏ nha. Đây màu vàng ha. Bên đây màu trắng nha. Màu trắng nhưng mà đây nè. Đây khi mà nó nở gì là màu trắng ha. Còn khi mà nó ra hết, nở đều hết thì là màu hồng nha bà con. Rất là đẹp ha. À, trắng hồng ha. Rồi cái này có giá là 800.000 luôn nha bà con. 800.000 bao gồm phải ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 25 nha. À, bắt đầu em giới thiệu màu trước. Đây màu đỏ ha. Đây là trắng hồng ha. À, đây là màu vàng nha. À, bên đây là màu trắng tinh đó nha bà con. Cái này đúng là 4 màu á ha. Rồi cái màu nãy đang lên nè, mình chưa biết màu gì nữa nha bà con. Đó. Đây mắt ghép màu đang lên ha. Rồi cây này chiều cao của nó là 95, ngang 65, gốc cây này 9. Cây này có giá là 850.000 nha. Bao gồm giúp cây này là nhiều màu tàn tròn rất là đẹp nha bà con. Đây. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây 26 nha bà con. Cái này em cũng xin nhắc lại nha, cái này là chậu sành, em không thể xếp chậu được ha. Này có thể là em để vô cái chậu mua chậu mũ hoặc là em bó bầu cho bà con rất là kỹ, bà con yên tâm nha. Rồi cây 26 chiều cao là 95, ngang là 80, gốc cái này là 9 nha. Cái này cũng có giá là 850.000 luôn, cây này như 4 màu luôn nè nha. Rồi màu đỏ ha, màu trắng tinh cũng có nha, rồi trắng hồng cũng có nè nó nghe bà con. À. Cây tàn rất là tròn đẹp nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tới cây 27 nha. Rồi cây 27 của mình nha bà con. Đây. Màu đỏ ha. Màu vàng ha. Đây màu hồng và màu trắng nha bà con. Cái này là 4 màu ha. Đây, đỏ, vàng, hồng, trắng ha. Trắng tinh luôn nha. Rồi cái này chiều cao của nó là 95, ngang 65, gốc cái này là 7 ha. Cái này cũng có giá là 850.000 luôn nha bà con. Cũng bao gồm phí ship cho mình luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây.
Cây 28 của mình nha bà con, cao 1m, ngang 65 ha, gốc này 8 ha, cái này cũng có giá là 850.000 luôn ha. Đây cái này là 3-4 màu nha, đây màu đỏ ha, đây màu trắng hồng ha, đây màu vàng ha, còn đây là trắng tinh luôn nha bà con, đây. Đó, trắng tinh luôn ha, trắng tinh, trắng hồng, màu đỏ, vàng. Rồi 850.000 cũng bao gồm phí ship cho mình luôn nha, giấy 4 màu ha. Rồi tới cây số 29 nha, cây 29 là chiều cao nó 95, ngang của nó là 80. Đó, gốc cái này 8, cái này cũng giá là 850.000 luôn nha bà con. Tàn rất là tròn ha, đây màu trắng ha, màu hồng, màu vàng nha, màu đỏ luôn nha, cái này cũng 4 màu nha bà con. Trắng tinh ha, hồng, vàng, đỏ. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 30 ha. Mà số 30 là cao 95. Đó, ngang 70, gốc này là 8, cái này có giá là 850.000. Cái này cũng 4 màu hết nha bà con, những cái 850.000 là 4 màu ha. Đây màu đỏ nha, đây là trắng tinh ha. Ở đây là hồng ha, đây là vàng ha. Đây. Rồi, 850.000 là bao gồm phí ship luôn nha. Rồi, cái này là màu cam, màu hồng ha. Cam hồng trắng. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 65, gốc cái này 9, cái này có giá là 800.000 nha bà con. Rồi 850.000 nha bà con. Rồi cây 32 ha. Rồi cây 32 là cây cao là 95, ngang 65, gốc cái này 8, cái này có giá là 800.000 luôn ha. Đây màu đỏ, màu vàng, màu trắng hồng nha. Đỏ vàng trắng hồng ha. Rồi 800.000 bao phí ship luôn. Rồi cái này em luôn, này em còn một cây ha, cây 33. 33 này là cao 95, ngang 50, cái này có giá là 350.000 luôn nha. Cái này thì ship chậu cho bà con được luôn nha bà con, cái này chậu mũ ha. Đó, cái này là có màu trắng nè, màu hồng nè và màu cam ha, ba màu ha. Rồi 350.000 mua gồm phí ship luôn nha. Rồi cái cây 34 là cây Mỹ Gin nha. Rồi cây 34 ha. Cây 34 là cây này chiều cao 60, ngang 80, gốc cái này là 16, cái này có hai thân nha bà con. Đây. Hai thân ha. Rồi cái này có giá là 600.000, cái này đang bông nha bà con, cái này là chơi Tết vừa luôn nha. Đang bắt đầu lên ha. 600.000. Cái này là ship nguyên chậu luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 35, cao của nó là 65 ha, ngang là 70, gốc cái này 13, cái này có giá là 550 nha. 550.000 luôn nha. Đó là đã bao gồm phí ship của mình luôn rồi ha. Rồi. Rồi xuống cây ha. Rồi tới hai cây mai nha bà con. Đây cây mai số cây nào anh? Đây 36. Đây, do cái này nó hơi nặng nha, mình không để lên trên được nha bà con. Nhưng mà cái này tàn rất là tròn ha. Tàn tròn nụ rất là nhiều, cái này là chơi Tết là vừa luôn nha bà con. Đó. Cái này là mai miền Tây của mình nha bà con, mai 5 cánh nha, chứ không phải là mai 9 cánh hoặc 12 cánh như mai dảo của ngoài kia ha. Cái này nụ rất là nhiều nha. Đây. Mai miền Tây, mai vàng, mai 5 cánh đó nha bà con. Đó, tàn rất là tròn, cái này nụ này là bao chơi Tết rất là đẹp luôn nha. À, gốc đẹp ha. Cái này chiều cao của nó là 1m8 ha, ngang của nó là 1m4. Gốc 21, cái này có giá là 3.3 nha bà con. Nụ dày rồi đó. À, cái này có giá là 3.3 bao gồm phí ship luôn ha. À. Rồi cái này là tàn rất là tròn nha bà con. Đây. Đó. Đó rất là nụ ha, cái này là vừa Tết luôn nha. Rồi tiếp theo là mình cũng có một cây mai mai bên đây ha, là cây 37. Đó. Đây cái này cũng nụ không kém nha. Cái này cũng nụ rất là nhiều ha.
Cái này là mai vàng miền Tây nha bà con. Rồi, cái cây này cũng cao là 1,5 m là tới đây nha. Rồi 1,5 m tới đây ha. À, còn từ đó lên đến nó nhỏ mình không tính ha, 1,5 m tới đây đi ha. À, tán ngang của nó là cũng 1,4 m luôn nha. Góc 21 này cũng giá là 3,3 triệu luôn, bao gồm phải ship luôn ha. Nụ dày ha. Dạ, nụ rất là nhiều nha bà con. Cái này là chơi Tết rất là vừa luôn nha. Kịp Tết luôn nha. Rồi, tiếp theo là cây 38 là cây Mỹ Hồng nha. Cây đó báo giá luôn chưa? Ờ, cây đó 3,3 triệu. Cặp đó 3,3 triệu đồng giá. Rồi, tới cây Mỹ Hồng nha bà con. Đây, Mỹ Hồng con của mình ha. Rồi, cái này là cao 90 nha. Nghe cũng 90 luôn, gốc này chín luôn ha. Cái này có giá là 650 ngàn. Cái này rất là sung cây nha. Cái này đang nụ nhiều lắm ha. Đó. Đây, nụ nha, rất nhiều ha. Hàng thuần chậu ha, cây sống khỏe ha. 650 ngàn, bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi, Mỹ Hồng ha, rồi xuống cây nha. Rồi, xuống cây. Tới Vạn Phúc ha. Rồi, tới cây mai Vạn Phúc ha. Cái 39 nè, mai Vạn Phúc nè, chiều cao của nó là 1,2 m ha bà con. Cái này bữa nay rất là đẹp rồi nha. Đó, nụ là bắt đầu nhiều ha, có nở luôn rồi nha. Cao 1,2 m, ngang 70, gốc này là 19 nha. Đó, đây bắt đầu nụ lên rất là nhiều nha. Đây, nhiều lắm. Rồi, cái này có giá là 750 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. À, mai Vạn Phúc nha bà con. Rồi, xuống cây ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, Mỹ Đỏ nha. Rồi, cặp Mỹ Đỏ là cũng cặp Mỹ Đỏ cuối clip của em luôn nha bà con. Cây 40 ha, là cao 65, ngang 50 nha. Cái này có giá là 350 ngàn. Đây, nụ rất là nhiều. Cái này là bông này là bông Tết không nha. Nhưng mà cây rất là sung cây ha. Rồi, 350 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, xuống cây. Rồi, cây 41 ha. Là cũng là Mỹ Đỏ luôn con. Đây, Mỹ Đỏ nhung nha. Đó. Rất là đẹp ha. Này là chiều cao của nó cũng 65, ngang 50 luôn ha. Cái này cũng có giá là 350 ngàn. Đây là cũng là cây cua líp ha. Đây, cây cua líp của em ha. Rồi, em cũng là chân thành cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Rồi, hẹn gặp lại bà con trong clip sau nha. Dạ.